chữ nhé, xin để con có bác chữ đó xin mỗi lần bố thêm được tặng bạn mời các bác sẽ nhận qua là ba tặng phẩm hết chơi đến vị ba tặng phẩm hết chế và con bác sẽ lựa chọn tự lựa chọn một và những cái tay để bố thêm được tặng bạn mời các bác và con có bác sẽ yeah.
Rồi dừng ở đây các bác. Phan sẽ gọi là bé để có một chủ nhân vật giải luôn. Tiếp nhận tin lộ mà các bác vừa xem tiếp nha bà con ơi. Đây thì lại cũng như vậy. Thứ sáu, 56 giờ điểm qua. Có 1, 33, có 2, 29, có 3, thì có 14, 14. Được, em lấy gì? Được lần này các bạn có bắt nhé, không tin tưởng lên kiểm tra. Lắp vé và chuyển qua banh. Mình chỉ biết chuyển qua, sẽ không chỉ trách nhiệm với lần sau. Oh.
14 năm 14 năm 14 năm 14 sau chị ra mấy chị ra ba chị ra đâu đứa đâu đấy 37 do 24 bốn gì đây 49 sau gì ra hai gì ra ra 22 chính đạo ta lên 24 coi kỹ tôi do 24 45 40 so gì ra mày gì ra mày gì ra mày gì ra cho tao đừng linh huynh còn sâu kinh có tình rồi mấy chị ơi con số chín giờ hàng ngày hai gì đây hai gì đi con này gì đây 21 sau gì nhà mày gì nhà giờ hàng nha 34 34 teo xích lo xin dựng chân và đây thì bạn có lần phát giờ sáu vé để tránh trường hợp bên lùn bên sổng giờ số tiếp nhiều ba cái tiếng anh và dãy con số 34 chị kêu ra có 1 53 có 2 28 có 3 số sụt cùng đẳng số từ hai mấy chị hai mấy 16 chưa đâu đâu từ rồi 34 nè có 1 53 có 2 21 có số 10 có 3 số 10 số 4 rồi chuyển lên thứ hai đây chấp là mất hiệu đúng rồi 34 có 1 41 có 2 53 có 3 số sơ cùng là số 24 có 4 rồi ngay chị rồi em nghe người phật ngữ dạ anh hả bà nãy nó kẹt á bà nãy nó tàn 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 34 có 1 40 có 2 59 nhiều kia 40 hả 40 chưa có mà này có 44 mà anh ơi đây nè 40 thành đồng là anh lấy em à, anh chị lấy cái gì đường nè rồi cho dầu ăn rồi thêm nữa là lấy bột ngọt hay sữa đây bột ngọt hay một chị đường bột ngọt rồi đợi em bán cho chị bởi cho lợi vừa qua không còn cái gì nữa thì bà con bác và tham gia tham dự qua trình lời trực tiếp với chú cụ qua một lần bé và hai ngôi nhà thì bà con bác sẽ tự chọn qua ba tặng phẩm tự chọn bà con bác làm cái gì đấy đó rồi bán vé màu lẹ và bà chân vé sa lơn nhẹ em ơi sa la ô la la sau gì ra mây gì ra sau gì ra mây gì ra mây gì ra mây gì ra hôm qua hẹn đi chùa miêu quá to còn mà hoi sương cũng thấy mẹ văn lò soi sương ta nhỏ cái đứa già cao hẹn đeo cái bầy đầu dựng lên áo khe mới tay em cầm chiếc nón quai thầu chẳng em đi đổ xuống cao cao đò chưa quá đầy sông mọi người ai cũng qua em không nói nhà mô bán kia bên đây yeah ấy kìa ở đó đó con ở đó đó dạ hải ừ rồi bà con nào chỉ có bé nha tay ủng hộ cho em luôn bên trên chúng em mọi thưởng để bà con được chờ lâu một lần lợi rất là nhanh đó quý vị chị xin chúng em mọi thưởng cho bà con và một giá 20.000 đồng nhận qua ba phần quà tự chọn và bên cạnh đó với những hộ một tờ vé thì được tặng kèm thêm một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha quý vị và đặc biệt cuối chương trình chúng em sẽ đưa ra chương trình bảo thưởng giải đặc biệt kim này trị giá 3 triệu đồng nha quý vị và còn bên cạnh đó thì chúng con còn được thưởng thức qua giọng hát của nam ca sĩ trẻ Kenny Thắng rồi mời bà con có vé lần này là số xuất vị đi con xuất vị đi vé vé ra xe nữa vé cho xe nữa và bà con bác nào đằng xa mà chưa có biết trên tay bà con bác mình giơ lên tay lên
phải có những kỷ niệm tiểu làm của bà con lớp và tặng ngay luôn nha. Xúc gì đi con, xúc gì đi bán gì đây, ba gì đi con, ba gì đi bán gì đi con, ba gì đi bán cái Việt Nam anh hùng dũng cảm thì 38 38 và 18 số đầu tiên gặp số vô 38 ba mười tám ba mười tám ba mười tám ba mười tám sáu gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra ba gì ra năm lớp kim đinh ba mười chín 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 năm gì đây đem dễ vô năm gì đây con 50 anh hãy có 50 con 50 còn 50 còn 50 còn 50 sau gì nè mấy gì nè mấy gì nè hoặc tổ nhớ lại còn một bàn tay để ăn thủy đột còn số 1 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 năm gì đây năm gì đi con năm gì đây 55 55 năm 15 năm 15 55 năm 15 sau gì ra mấy gì ra gió hát mỏ mười gì ra con mười chín 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 giờ hàng hai hai gì đây hai gì đi con hai gì đây 22 22 22 22 22 22 sau gì ra mấy gì ra ba gì ra đò đưa đò đẩy 37 37 37 37 ai đợi hàng phố do hàng phố tôi gì đây tôi gì đi con tôi gì em muốn nói yêu anh mà em không dám 118 418 418 418 418 418 sau gì ra mấy gì ra hai gì ra hai gì ra sân bỡ phạt 23 23 có một chủ nhà độc giả dòng số 23 thì bà con bắt tịch phạt sói vé thì bỏ vé cấm trình tràn sổ giờ bà con hỗ trợ lợi tiếp theo giùm em vẫn như cũ 20.000 đồng nhận qua 3 phần quà quý vị rồi dòng lợi vừa qua không còn giá trị rồi mấy em tiếp tục bán dòng lợi kế tiếp luôn mấy em ơi. Là dòng lợi đến ký hiệu 23 thì điểm qua có 1 số 1 có 2 48 có 3 sau cùng là 55 có tư quý chủ nhân thứ nhất chủ nhân thứ hai 23 có 1 55 có 2 48 có 3 sau cùng là số 1 có tư quý hai chủ nhân trong trường tặng phẩm sẽ được chi điện mỗi người nhận một phần gửi anh ơi lấy gì đây em bé lấy gì gái anh lấy gì em lấy dầu ăn rồi gì nữa dầu ăn yến sữa hay gì hay là bột ngọt rửa phần ra kinh rồi bột ngọt hai bình bột ngọt yến lon sữa với canh dầu ăn anh coi rồi anh lấy gì thử luôn đi ha à hồi ơi thùng đi đường đi đường đây em lấy vừa qua không còn giá trị nữa thì bà con bác mình tham gia tham dự qua dòng rồi kế tiếp rồi đúng rồi hai bình yến lon sữa với canh dầu rồi dòng đợi tiếp theo luôn mời quý vị con bé trên tay dò số lên đường 20.000 ba phần quà nhanh tay giùm em luôn bà con ơi rồi nhanh đi vô luôn đấy mãi trời ơi kỳ quá chị em mình được 20 mấy năm mới đặt lại cho bây giờ qua cái chị và toàn tất cả các chị đồng lượng mới cái này hai chị em lại số nha okay. Lâu quá rồi hai chị em mình là 20 mấy năm mới cùng nhau và mới gặp lại với khách mình và bây giờ qua cái chị bạn ơi các bạn tham gia các chị đồng lượng này luôn nhé và chú em sẽ cầm một số dễ cái cửa sổ để mình để các chị và các bạn chờ đợi lâu và bây giờ nhân viên chúng em đang phục vụ các chị mình rồi bây giờ bà con chuẩn bị đi mua vé và cửa sổ luôn cái đồng lượng này luôn nha bà con ơi số gì ra số gì ra số gì ra yeah. Đây nè vô cái hỏi vô bên trong nè cha biết không cha à cha biết không cả này nó thổi tôi nó tốt lắm tiếng chắc còn thoát ra sao được kìa này chứ rút mày sao kìa chứ ra bắt đầu sập đây thôi cha bây giờ con mau lẹ đi nha và giá chúng em bán có một triệu giới hạn thôi
Dạ cái chim anh ta là còn vé, chậm tay là hết vé nha bà con ơi. Dạ cái chim lo lẽ lên để chiều số cho dùng lần này. Dạ 20.000 đồng một lá vé và con sẽ nhận qua 3 phần quà. Số gì đây? Số gì đây? Nè 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 bên đây nè, nè bên đây nè. Đó con hết nè. Vũ ơi con ăn kia Vũ. Ở Vũ không có ăn kia hả? Dạ Hải còn kia con. Qua đây nè vợ Hải ăn kia kia số lớn kia. Rồi Hải bán rồi. Bán rồi. Cho con vé cuối cùng đó anh ơi. Dạ các cái chị mình hoa cho con dừng luôn nha. Số chị ra một vé cho lẹ lẹ lên em chị số luôn. Nhanh nhanh lên. Thuyền không lên. Thuyền mãi lên lên. Em cô đơn. Giữ con thuyền ai. Đi khóc nè. Nghèo sông. Thuyền ở mãi cưới. Thuyền nơi nào. Thuyền cùng nghỉ ngơi. Phát xuân lên. Còn mùa đau anh. Mất nửa đời. Tương lai mình buồn sống phai. Em hiện tại chẳng thuộc về ta. Con 13. Con 13 đi con 13. Con 13. Con 13. Con 13 son chị ra mấy. Chị ra mấy. Chị ra ngày em ra đi. Anh sẽ mang con đêm hại đi. Đời quê mùa đông. Qua tháng năm đào thương dầm. Con số ba dò hàng ba. Ba gì đây ba gì ra. Bé nghe kia. Dè dè bên đây nè. Con số ba dò hàng ba. Con 30. Đem dĩa vô nha anh ơi. Con 30. Nè con 30 con số là đem dĩa vô luôn nha. Kêu hai con là đem dĩa vô. Con 30. Con 30. Con 30. Con 30. Con 30 xong chị ra mấy. Chị ra mấy. Chị ra mấy. Chị ra. Xong chị ra ai đây cao đất đây là núi xa. Con số 8. Con số 8. Con số 8. Con số 8. Con số 8 thì con số 8 dò hàng năm. Năm gì ra. 51. 51. 51. 51. 51 số chị ra mấy. Chị ra cho hàng năm. Năm gì ra. 52. 52. 52. 52. 52. Dò. Dò hàng 10. 10 gì ra. 10 tròn cho. Con số 10. Con số 10. Con số 10. Con số 10. Sao chị ra mấy. Chị ra ba. Chị ra ba. Chị ra ba. Chị ra thu vừa bắt nay con nay tròn ngày. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. Con số gì ra dò hàng số. Số gì ra. Con số 7. Con số 7. Con số 7. Con số 7. Con số 7 xong chị ra mấy. Chị ra cho hàng năm. 58. 58. 58. 58. 58. 58. Có đặt 18 dọn số. Số gì ra. Con số 4. Con số 4 thì con số 4. Con số 4. Con số từ sau chị ra mấy. Chị ra tình nhạc thai. Con số 2. Con số 2. Con số 2. Con số 2 thì con số 2 dò hàng năm. 56. 56. 56. 56. 56. Sau chị ra 4. Chị ra 4. Chị ra chứng đợt ta lên. 44. 44. 44. 44. Ba con có bắt cái gì nha các bạn. Người dò số cho bộ đi nhé. Các con cờ không hợp lệ. Chúng ta sẽ dừng cờ lại cho bà con dò số tiếp. Vô qua có chủ nhân cờ à, chủ thượng. Ba chủ nhân chủ thượng. Số 44. Rủ nhau đi đám dỗ. Gia trong lời ký hiệu đúng rồi. 44 dù kia. Có 1. 28. Có 2. 30.
30 có 3. Dạ, số số cùng một số 8. Số 8 có tư quý. Đây là chủ nhân thứ nhất, đè đè lên em. Dạ, đây là chủ nhân thứ hai. 44 vừa có 1. 56. 56 có 2. Số 10. Số 10 có 3. Số cùng có số 3. Có tư quý. Đè ơi, có không? Có thì đưa đây. 44 vào. 44 có 1. Có 1. 56. 56 có 2. 30. 30 có 3. Số cuối cùng là số 2. Số 2 có tư quý. Dạ đủ hợp lệ. Dạ 3 tầng phẩm kinh trùng chia đều. Mỗi người một nhận một món quà nha. Lấy gì? Ủa sao đi luôn vậy cơm? Em đọc trả em đi đâu hả? Lấy gì em? Em đi đâu? Sữa. Dạ. Em đi đâu về? Em lấy gì em? Hết rồi. Cái sữa là uống cho đang ốm á. Đây luôn hả? Mình qua nấu kè, mình gầy mình uống sữa cho nó béo lên. Không hả? Không chịu, không chịu. Lấy đường. Lấy đường hả? Ừ. Qua nấu kè nha. Không phải phần 6 đó. Trong đó vừa qua chú em bị bỏ cho bạn chị tham gia dù là mới. Giá tiền ý dụng cũng 20.000 đồng một đại bé. Dạ và có bác cái sự các bạn cũng nhận qua 3 phần quà. Còn bây giờ bà con nhân tay là cậu bé nhẹ chẳng tay là hết dễ. Mỗi dùng mời chúng em chuyên gặp loại này sẽ xa qua dù.